Vào cuối giờ chiều nay, ngày 3 tháng 1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội phối hợp Công an quận Hoàng Mai đang xác minh thi thể người đàn ông vừa được phát hiện tại quận Hoàng Mai, nghi là ông Nguyễn Hồng Lâm, Chủ tịch huyện Quốc Oai. Như đã thông tin, liên quan đến vụ mất tích của ông Nguyễn Hồng Lâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, cơ quan chức năng đã tìm thấy ô tô riêng của ông Lâm tại một bãi giữ xe trong ngõ 113 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy. Công an đã tiến hành khám xe, sau đó đưa về gara của Ủy ban Nhân dân huyện. Theo cơ quan công an, một trong những cuộc điện thoại cuối cùng của ông Lâm trước khi mất liên lạc là gọi cho con trai vào sáng ngày 26 tháng 12. Vị trí cuối cùng của số máy liên lạc là khu vực Hồ Đình Lừ, quận Hoàng Mai.